Như vậy là vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF đã bước vào giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng để phân định suất đến Qatar vào cuối năm sau. Với tư cách là một ông lớn của bóng đá khu vực, Mexico được đánh giá cao cho khả năng giành vé chính thức. Ở ngay lượt đấu mở màn vừa rồi, họ đã cụ thể hóa mục tiêu của mình bằng chiến thắng tới 2-1 trước Jamaica. Đến lượt trận thứ hai tới đây, thầy trò huấn luyện viên Gerardo Martino sẽ có cuộc đụng độ với Costa Rica. So với thử thách ở lượt trận mở màn, đối thủ lần này được đánh giá là có mạnh hơn. Bên cạnh đó, điều đáng ngại nữa là về nhân sự khi ở đợt tập trung lần này không có sự phục vụ của khá nhiều những cái tên quan trọng, có thể kể ra như Irving Lozano, Javier Hernandez Alain Pulido hay Hector Herrera. Tuy nhiên thì chứng kiến màn trình diễn ở lượt trận mở màn vừa rồi đó không phải trở ngại quá lớn. Tuy nhiên thì chứng kiến màn trình diễn ở lượt trận mở màn vừa rồi đó không phải trở ngại quá lớn. Bên cạnh đó thì đối thủ bên kia chiến tuyến cũng vẫn chưa thể sánh được so với họ. Cần biết rằng Costa Rica ở hiện tại cũng đang có vấn đề riêng của mình đó là phong độ từ sau thất bại ở cúp vàng CONCACAF cách đây hơn một tháng. Cụ thể như ở trận giao hữu mở màn cho đợt tập trung này, thầy trò huấn viên Fernando Suarez chỉ có kết quả hòa không đều trước El Salvador. Đến lượt trận mở màn vừa rồi họ cũng chỉ có kết quả tương tự trước đội bóng không quá mạnh là Panama. Hơn nữa ở trận đấu tới dù được chơi trên sân nhà, thế nhưng kết quả nghèo nàn khi để thua tới 3 và chỉ hòa 2 ở 5 trận gần đây cũng khiến điểm tựa đó trở nên không mấy giá trị. Trên sàn giao dịch châu Á sự ủng hộ cũng dành cho Mexico khi nhà cái xếp họ ở kèo chấp 1 phần 2. So với những lần làm khách của Costa Rica trước đây mức chấp này còn thuộc hạng cao, lại trong bối cảnh mà những điều kiện chuyên môn đang có là không thật tốt, mức kèo trên càng làm tăng uy tín cho thầy trò huấn viên Martino, vì vậy họ xứng đáng là cái tên để trông đợi. Ở kèo tổng bàn thắng với tỷ lệ được niêm yết chỉ là 2 1 4 đánh giá cho khả năng bùng nổ bàn thắng của trận đấu là không cao. Điều đó là hoàn toàn có cơ sở bởi thực tế phong độ hiện tại của hai đội là không thật tốt. Chưa kể những lần gặp nhau trước đây cũng có rất ít bàn thắng được ghi. Vì vậy mốc dưới được xem như lựa chọn an toàn hơn. Trong khi đó một đội bóng tên tuổi khác của khu vực đội tuyển Mỹ cũng sẽ ra sân muộn hơn ở lượt trận thứ hai sau trận mở màn gây thất vọng khi chỉ có kết quả hòa không đều trên sân của El Salvador, ở trận đấu tới đây thầy trò huấn viên Berhalter đang được kỳ vọng sẽ giành điểm tối đa đầu tiên khi có cuộc đụng độ với Canada. Về thực lực đội bóng xứ cờ hoa dĩ nhiên là cái tên được đánh giá cao hơn nhiều vào thể lực lẫn thành tích thi đấu của mình. Hơn nữa ở trận đấu tới thầy trò huấn viên Berhalter còn được trở về sân nhà nơi mà họ đã thắng tới 6 và chỉ thua một ở 7 trận gần đây. Riêng trước Canada cũng đã thắng trong cả 3 lần tiếp đón gần nhất bao gồm cả chiến thắng 1-0 ở vòng bảng cúp vàng CONCACAF vừa rồi. Hơn nữa sự ủng hộ cho Mỹ cũng đến từ chính phía đối diện khi lúc này Canada cũng chưa cho thấy sự bắt nhịp trở lại sau giải đấu khu vực. Cụ thể ở lượt trận mở màn vừa rồi họ đã bị cầm hòa một đều ngay trên sân nhà trước đối thủ không quá mạnh là Honduras. Bên cạnh đó việc phải chơi trên sân khách ở trận đấu tới cũng sẽ là một trở ngại khi biết rằng hai qua ba trận xa nhà gần nhất họ đã để thua. Trong bối cảnh như vậy, rõ ràng là hy vọng nên được hướng nhiều hơn cho thầy trò huấn viên Ben Hater. Trên sàn giao dịch châu Á nhà cái cũng thể hiện điều đó khi xếp họ ở kèo chấp 3/4 gồm điểm ăn thấp hơn nhiều. cần biết rằng ở lần gặp nhau cách đây hơn một tháng Mỹ cũng chỉ chấp 1/2 khi chạm chán với Canada. chính vì vậy hoàn toàn có thể trông đợi vào một kết quả có lợi cho đội bóng này ở trận đấu tới. trên phương diện tổng bàn thắng những cuộc đụng độ gần đây cũng như các trận đấu vừa rồi của hai đội thường xuất hiện ít bàn thắng được ghi. trong bối cảnh như vậy việc nhà cái đưa ra kèo tổng bàn thắng 2 1/2 được đánh giá là khá cao so với những diễn biến từ thực tiễn. chính vì vậy hoàn toàn có thể đặt niềm tin cho một kịch bản tương bừng ở cuộc